Coi cực kỳ to luôn nha, con nhái rừng này. Loại này ăn thịt rất là ngon luôn nha mọi người ơi. Nên tiếp tục đi, vừa soi nhái vừa xem.
Rồi mọi người ạ, à, sau một ngày bận rộn thì bây giờ chúng ta chuẩn bị làm bữa tối nha mọi người. Bánh chưng này, mình làm cái kẹp như này để nướng nhé. Nói chung là một mình ở rừng thì cái ống quyền dùng để lấy nước này mọi người đây nhé. Tôi sẽ đi lấy nước nhưng mà nước bé lắm mọi người ạ, không khe này, không biết đợi đến bao giờ mới đủ nước này mọi người, nước rất là bé luôn nhé mọi người ạ. Hôm nay là còn tí nước đây, còn em sẽ thiết kế lấy nước thôi mọi người ạ. Mọi người nước rất là bé luôn mọi người ơi, không biết đợi đến bao giờ mới đầy đây, nhưng mà phải cố gắng đợi thôi, không đợi tối mình sẽ không có nước đây. Đấy. Giờ mình quay trở về lán đó nhá, để lát nữa mình quay lại xem được nhiều nước không. Giờ em sẽ làm cái bát nha, tí em úp mình nha mọi người. Đây cái bát của em đây. Đây em phải đây. Đây là cái bát và đôi đũa của Quyền này mọi người. Tuy đơn giản nhưng mà cũng có thể giúp chúng ta nấu được đựng được thức ăn nha mọi người. Giờ là Quyền sẽ đi xem nước, xem có nước thì mình sẽ bắt đầu đun nước nha mọi người. Sẽ úp mì và luộc trứng để ăn bữa tối nha. Mọi người ạ, sau một hồi em đi lấy được một ống nước này này. Bây giờ em sẽ cho một nửa vào đây, một nửa vào kia để đun lên. Một nửa em sẽ dùng để úp mì và uống, nửa là em sẽ dùng để luộc trứng nha mọi người. Sẵn nước ra đây. Tiếc quá mọi người ạ. Em sẽ cho một ít ra đây. Rồi ok. Đây là thức ăn mà sáng nay em mang theo vẫn chưa ăn đến bây giờ nha mọi người nhé. Không biết là thái này có sao không nhỉ? Chắc không sao vì dưới có nước mọi người ạ.
hơi thả nhẹ nhẹ thôi. Mình sẽ luộc hết 3 quả luôn nhé. Cả ngày không ăn gì à? Đói lắm mọi người ạ. Rồi bây giờ em sẽ cho lên lửa để đun nhá. Rồi mọi người nha, em bảo là định ăn sớm nha, tối rồi giờ em úp mì đấy nha mọi người. Em sẽ đấy. Em phải đổ nước trước vì em để cái ống mọi người úp mì và chuẩn bị bữa tối. Đơn giản vậy nha mọi người nha. Đó. Được cực kỳ. Em sẽ cho thêm gia vị nhé. Trứng có quả em bóc ra đổ cho mì rồi mọi người nhé. Trứng với lại mì tôm. Cái bát của em này. Giờ em sẽ mở bánh nhé. Mời mọi người cùng với Quyền ăn bữa tối trong rừng nhá. Trước khi ăn thì em cũng cho thần rừng một tí đã. Đi đâu thì cũng phải thế mọi người nhé. Em nướng nó hơi bị khét mọi người ạ. Đổ hết canh rồi. Mời mọi người nha. Mời mọi người ăn bằng bún bò em. Bữa cơm đơn giản đấy. Nếu có video cho mọi người xem phải thế này đâu mọi người nhé. Vừa ăn xong bữa tối này mọi người. Đấy, cũng đã tối hẳn rồi nhá mọi người ơi. Giờ em sẽ nghỉ ngơi một tí xong em sẽ đi soi xem thằng nhái và thấy tổ ong kia nhá, không nhá mọi người. Nước thì vẫn còn. Tôi
không biết đâu ở quanh đây hay sao ấy mọi người ạ. Em thử vác đèn đây xem nhé, xem tí có thấy cái con đấy nó bay về nữa không nhé. Nhưng mà nó bay về chứng tỏ nó ở rất là gần đây thôi. Rồi cái vùng dưới này không biết còn ở không. Thế là mình từ trên kia xuống đây thì nó núp hết rồi mọi người ạ. Hôm nay mình trên kia soi xuống nhiều hơn lắm. Giờ không thấy con nào ở đâu, không biết nó trốn đi đâu. Em nghĩ cho nó chỉ trốn trong này thôi. Rồi đây em bắt được hai con nhái này mọi người. Mổ mái cái vúng này mới thấy nhá. Đây này. Rồi em con to con bé em tiếp tục đi bắt xem nhá, xem có không nhá. Và mọi người cùng xem là được bao nhiêu con này. Hai con này. Đây là nhái rừng nhá mọi người. Con này to chưa này. Đó. Con này cực kỳ to luôn nhá. Con nhái rừng này. Loại này ăn thịt rất là ngon luôn nhá mọi người ơi. Em tiếp tục đi. Vừa soi nhái vừa xem ong nhá. Đây. Một con nữa mọi người. 8 giờ tối thì có biết mọi người đã ngủ hết chưa? Quyền thì vẫn trong rừng này mọi người. Nhìn khu vực này, rừng này, trong lán đây nhá. Đấy. Thì sau một hồi em đi bắt nhái thì mời mọi người cùng xem Quyền tìm ở đây được bao nhiêu con nhá. Và mình sẽ có bữa ngay bữa sáng luôn nhá mọi người. Và đây là thành quả sau một hồi Quyền đi bắt đây mọi người. Con này còn khỏe lắm. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám, chín con. Con kia vẫn còn khỏe lắm. Con này thì nó lại hơi khác với cái loại kia nha mọi người nhìn này. Loại này thịt nó rất là ngon luôn. Đấy, đi rừng là có đồ ăn ngay nhá mọi người ơi. Đấy, đặc sản của rừng này. Rồi bây giờ em sẽ làm sạch sẽ rồi em sẽ nướng vào để sáng mai mình ăn sáng nha mọi người nha. Rồi, nếu mà nhiều